là đang đi giữa chừng em nói em đau bụng quá, em cần phải đi giải quyết cái vấn đề đau bụng của em. Và em hứa là do đó anh chỉ đi giải quyết thôi, không làm gì em hết. Dạ. Lý do chính đáng mà anh. Mình cũng phải diễn với chị. Check in lấy phòng xong rồi em đi thẳng cho tôi hết luôn. Ngồi đó em bấm điện thoại cỡ 5 phút em ra. Bữa đó là mấy giờ sáng hay là buổi trưa hay buổi tối hôm sau em mới đưa bạn này về? Dạ chiều chiều. Chiều chiều, chiều, chiều. Mới trả về cho phụ huynh đúng không? Dạ. Chị có mời về nhà ở luôn không? Hốt chứ mời, bây giờ là phải hốt thôi. Đừng hốt, ghê quá. Đẹp quá mà, không, bỏ cái... bao nhiêu công sức để cua mà. Cái này là chị Vân nói đúng rồi đó, đúng nghĩa là hốt luôn á chị. Đúng không? Là kêu em là đi về nhà, ý là đi xuống thăm mẹ của ảnh thôi, chở một hơi về nhà, xong rồi kêu ở nhà, xong rồi kêu của chị á lấy chìa khóa ra ngoài nhà của em hút sạch sẽ đồ mang về luôn. Mà cũng không hỏi ý mẹ đâu nha chị. Khi mà mẹ thấy em hút cái hàng này về là mẹ ok liền không? Chứ chị là chị ok liền đó, chị thấy cái mặt dễ thương quá trời quá đất luôn. Thật sự thì mối quan hệ thì em cũng nhiều, nhưng mà thật sự đưa về gia đình thì chỉ có ba người thôi. Mà mẹ ưng là người mẹ ưng người cuối này cùng nhất là mẹ ưng cô này không? Dạ. Có trắc trở gì không? Đúng không? Dạ nếu mà lúc yêu thương nhau thì quen, lúc thời gian quen á thì cũng không có biến cố gì, cũng chỉ là cãi vã lặt vặt, nhưng mà chỉ có là ở trong nhà chia phe, tại vì thời gian em ở nhà chồng em lúc chưa cưới á thì cũng khoảng 1-2 tháng hả gốc. Một hai tháng thôi thì cứ mà ba chồng thì bên em, còn mẹ ảnh thì bên ảnh. Mỗi lần mà hai đứa chửi lộn là hai ông bà chửi nhau. Hai phe, hai ông bà hai phe rõ ràng luôn. Ba chồng em rất là thương em luôn. Mỗi lần mà em đi show là ba chồng em dắt xe ra, xách đồ lên, cắm chìa khóa để em chỉ việc leo lên ngồi và đi thôi. Mỗi lần mà chửi lộn là sáng hôm sau là ba ra sẵn cái ghế đá ngồi chờ sẵn em đó. Xong rồi ba kêu lại đây, ba nói nghe nè, nó tính nó như vậy đó, thôi con đừng chấp nó. Còn trong kia là nói là con chấp. Em là Huy Trần. Dạ năm nay em 37 tuổi. Dạ em làm nghề tattoo, thợ xăm. Tattoo với lại làm bên quay phim. Chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em tên là Vi Nguyễn, năm nay em 35 tuổi. Và em là make up ạ. Bây giờ Huy Trần kể cho anh với chị Vân nghe coi. Lần đầu tiên em gặp Vi Nguyễn là ở đâu? Dạ. Và ấn tượng gì về cô gái này? Và cũng như Vi Nguyễn, em có ấn tượng gì về chàng trai râu như thế này? Nhìn rất là dữ ha. Dạ. Để dạ em xin phép dạ em nói trước. Rồi Vi. Dạ. Cô duyên là em làm make up thì em đi quay cho bạn Trịnh Tuấn Vĩ, là bạn của bạn này. Mình làm make up là mình sẵn mọi người tới trước, rồi mình gặp mọi ekip là mình phải chào hết tất cả mọi người. Ai cũng gật đầu chào, riêng bạn này mặt bơ, không chào. Mặt ống căng mà. Mặt chầm chầm luôn, không nói tiếng nào hết. Ghim chị, em ghim liền, em ghét cái thái độ liền. Lúc đó là anh ấy râu ria có sọp sàng dạ không? Hồi lúc đó là cũng để râu quay nón nhưng mà không có để râu nhiều như vậy. Đó là cái chiêu cô gái của em. Dạ. Em để ý đối tượng nào là em sẽ lạnh. Em sẽ không có gọi là áp sát hay là tấn công liên tục. Lạnh tanh luôn vậy đó. Dạ. Thực sự là như vậy nè, em đã ấn tượng với cô này rồi, dạ, đúng không? Cho nên là bắt đầu khi mà thấy đối tượng giống như săn mồi, báo đi săn mồi á. Thấy đối tượng rồi là bắt đầu xài chiêu liền đúng không? Lạnh bơ lùng. Em liền, bơ em liền. Rồi bây giờ nè, bên này lạnh lùng không chịu nói chuyện với người ta. Còn bên này nhìn lạnh lùng quá thấy ghét, không thèm quan tâm. Vậy sao mà có thể là nói chuyện với nhau? Mục đích của em là muốn cho bạn này ghét em mà. Rồi sao nữa? Cái chiêu tiếp theo của em là gì? Là em sẽ nhờ bạn em kiếm được thông tin bạn này, em sẽ nhắn tin tấn công từ từ. Tại vì lúc mà ghét em rồi đó là em biết em thành công rồi. Ghét là có nghĩa là đã ấn tượng rồi. Dạ. Thành ra là khi mà em nhắn tin là biết à, ông nội nhiều râu đó chứ không ai chơi. Nói là ngày hôm nay đi quay về em có mệt không? Có dịp thì cùng anh em ekip đi ăn uống và chia sẻ công việc tiếp theo. Quay là tới 12 giờ đêm 1 giờ rồi mới đi ăn thì ngồi xếp sao xếp bạn này ngồi bên cạnh em. Bạn bị hỏi một câu trước, em có bồ chưa? Em chưa có bồ thì quen ai cũng vậy, quen bạn anh chó đỡ tội. Trước khi mà em gặp Vi Nguyễn thì em quen bao nhiêu cô? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Cái này chắc để vợ em trả lời. Một ngày đẹp trời rủ em ra quán cà phê, ngồi nguyên một bàn toàn mấy em hot girl không? Xong quay ra đây bạn gái anh, em muốn đứng hình luôn. Tuyên bố luôn vậy? Dạ, tuyên bố ngang vậy làm em bị sững quá trời. Mà không hề có một cái động thái, không hề có một cái sự thỏa hiệp nào trước đó. Dạ đúng rồi, không nói gì hết trơn á. Nhưng mà cái lúc mà em quen với bạn này á, dạ, em đã có bạn gái chưa? Cỡ ba người. Quen ba người. Dạ. Một lúc là ba người. Dạ. Rồi em chia lịch làm sao? Đó, em lâu quá em quên luôn. Có lần nào bị đụng lịch chưa? Dạ không. Vậy là em quá siêu rồi. Bao giờ gọi lộn tên không? Dạ không, nói chung là em kêu bà xã hết. Gặp ai em cũng kêu bà xã hết. Hay quá, kinh nghiệm, trời ơi. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới dẹt hết ba cô kia ra? Thì cũng từ bữa đó luôn á anh. Thì em chung là em đang ngồi với cô gái đó uống cà phê. Vợ em mới gọi điện thoại cho em hỏi em đang ở đâu. Thì em nói là em đang ở ngồi quán đó.
Nhưng mà em xác định rồi, Vi là chính. Là nghĩa là em tư tưởng trong đầu bà em là chính đó, còn mấy khi bà thứ thôi. Dạ. Ừ, thứ Phi. Thì Vi vừa mới xuất hiện là em cũng nói luôn, ờ à, đây bạn gái em. Em chỉ bạn kia này là em gái. Rồi mấy bạn kia phản ứng sao? Trời ơi, chị ngồi ngồi luôn một cách rất là bình thường. Còn lúc đó em còn nhớ là bạn đó còn gọi là chăm sóc chỉnh chu cho bạn này nữa. Kiểu tôi nói mấy ông đàn ông đừng bao giờ có cái chuyện em gái mưa hay chị gái mưa. Đúng rồi đó chị. Chị cái gì? Chị gái mưa có luôn. Thúy Nga. Sao hoài vậy? Thúy Nga, em có biết cái này Thúy Nga không? Là dạ, chị gái mưa của anh Bin. Đừng có nghe lời cô ấy nói. Không hề có gái mưa, gái ướt gì chứ. Là cái ngày đó là ngày chính thức là chưa chưa nhau. Dạ chưa. Kể từ ngày đó đến bao lâu thì hai em mới chính thức quen nhau? Bữa đó là đám cưới của anh Lý Hải, là vợ em làm. Vợ em mới đi chụp hình cưới, cái show đó là đi mấy tới mấy ngày lần. Thì em biết được thông tin đó, biết là sẽ tới có mặt ở tại Sài Gòn vào khoảng 4 giờ sáng. Thì em mới nhắn tin là em đưa đón. Thì trong quá trình em đi, là đang đi giữa chừng em nói em đau bụng quá. Em cần phải đi giải quyết cái vấn đề đau bụng của em. Và em hứa là do đó anh chỉ đi giải quyết thôi, không làm gì em hết. Dạ. Lý do chính đáng mà anh. Mình cũng phải diễn với chị. Chắc in lấy phòng xong rồi em đi thẳng vô toilet luôn. Ngồi đó em bấm điện thoại cỡ 5 phút em ra. Bữa đó là mấy giờ sáng hay là buổi trưa hay buổi tối hôm sau em mới đưa bạn này về? Dạ chiều chiều. Chiều chiều, chiều mới trả về cho phụ huynh đúng không? Dạ. Chị có mời về nhà ở luôn không? Hốt chứ mời, bây giờ là phải hốt thôi. Từ hốt ghê quá. Đẹp quá mà, bỏ bao nhiêu công sức để cua mà. Cái này là chị Vân nói đúng rồi đó, đúng nghĩa là hốt luôn á chị. Đúng không? Là kêu em là đi về nhà, ý là đi xuống thăm mẹ của ảnh thôi, chở một hơi về nhà xong rồi kêu ở nhà, xong rồi kêu của chị á lấy chìa khóa ra ngoài nhà của em hút sạch sẽ đồ mang về luôn. Mà cũng không hỏi ý mẹ đâu nha chị. Khi mà mẹ thấy em dạ, hút cái hàng này về là mẹ ok liền không? Chứ chị là chị ok liền đó. Chị thấy thấy cái mặt dễ thương quá trời quá đất luôn. Thật sự thì mối quan hệ thì em cũng nhiều. Nhưng mà thật sự đưa về gia đình thì chỉ có ba người thôi. Mà người mẹ ưng là người mẹ ưng người cuối này cùng nhất là mẹ ưng cô này không? Dạ. Có trắc trở gì không? Đúng không? Dạ nếu mà lúc yêu thương nhau thì quen lúc thời gian quen á thì cũng không có biến cố gì, cũng chỉ là cãi vã lặt vặt. Nhưng mà chỉ có là ở trong nhà chia phe, tại vì thời gian em ở nhà chồng em lúc chưa cưới á thì cũng khoảng 1-2 tháng hả Gốc? Một hai tháng thôi. Thì cứ mà ba chồng thì bên em, còn mẹ ảnh thì bên ảnh. Mỗi lần mà hai đứa chửi lộn là hai ông bà chửi nhau. Hai phe, hai ông bà hai phe rõ ràng luôn. Ba chồng em rất là thương em luôn. Mỗi lần mà em đi show là ba chồng em dắt xe ra, xách đồ lên, cắm chìa khóa để em chỉ việc leo lên ngồi và đi thôi. Mỗi lần mà chửi lộn là sáng hôm sau là ba ra sẵn cái ghế đá ngồi chờ sẵn em đó. Xong rồi ba kêu lại đây ba nói nghe nè, nó tính nó như vậy đó, thôi con đừng chấp nó. Còn trong kia là nói là con trai tôi cưng vậy đó, mà nghĩ sao vậy vậy đó là không, là chửi lộn nó nhau. Sợ con trai bị ăn hiếp. Sợ con trai nó bị ăn hiếp. Mà nó khờ khạo. Cưng lắm anh ơi. Cái lúc mà về nhà chị em bị bất ngờ rất là nhiều. Tức là mình nghĩ là cái mặt như vậy mà đâu có đến nỗi mà gọi là bé bỏng mong manh dễ vỡ đâu chị. Về nhà câu đầu tiên em sốc nhất luôn. Em dậy trước em đi xuống cái này nè. Mấy đứa im cậu ngủ. Mẹ hả? Mẹ hả? Mẹ chồng á. Để cậu ngủ mà chị biết ở trên lầu mà ngủ dậy xong á chị. Cái nè, cậu dậy mấy đứa. Trời ơi vậy hả? Trời ơi vậy luôn, rất là cưng. Có ai nhõng nhẽo mẹ không? Trời ơi nhõng nhẽo mẹ, nhõng nhẽo vợ. Đó em kể một cái hình. Ví dụ như thấy một cái hình hài như vậy mà nhõng nhẽo mẹ, tôi không biết là làm sao. Mẹ chồng em thì cũng cỡ cỡ chị Vân vậy đó. Đang đi làm ở ngoài đường, vừa gạt cái chân chống xe vô cái là thấy mẹ ngồi chạy xa vô, đưa chân coi nằm dài xuống luôn, gãi lưng, kêu gãi lưng đi mẹ, gãi đầu đi mẹ vậy đó. Cưng vậy. Dạ. Đã quá. Không phải một mình mẹ chồng đâu, tất cả các chị trong nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn. Ảnh là con trai một. Dạ không có đâu, con trai út thôi. Ăn mà ai mà nói lớn tiếng nè, mấy đứa bay không được nói nghe chưa, để cho nó ăn. Để cậu ăn. Dạ để cậu ăn mấy đứa không được nói. Tức là cậu để râu á, là cậu che đi cái sự mà nhõng nhẽo, cái sự mong manh dễ vỡ. Dạ, đúng rồi. Em cũng một chàng trai thơ sinh trong lòng của mẹ đó, của mẹ nói nè. Anh trai của em á là cái hình nền đó ở ngoài á. Dạ. Có dữ dằn như em không? Anh trai em là lông chân còn không có luôn. Nói chung là em xăm nhiều tại vì công việc của em thôi. Em để râu nó là hình tượng em thích. Nếu thật sự bên trong em nó che đậy những cái gì nữa anh. Rất là yếu đi. Dạ. Dễ nói. Nghe nè, hai em quen nhau bao lâu thì cưới? 3 năm hả Gốc?
3 năm. Em kêu bằng gấu hả? Dạ kêu gấu đó. Chứ mà ví dụ mà lúc nào mà hai đứa mà kêu tới tên là lớn chuyện lắm rồi đó mới kêu tới tên. Sẵn đây kể luôn tật xấu của cậu đi. Cái giai đoạn mà chưa cưới á, là kiểu tụi em ở nhà khoảng 1 tháng mấy 2 tháng là bắt đầu là tụi em ra mở tiệm làm luôn tới bây giờ là làm chung với nhau. Đúng nghĩa cậu luôn á, là vợ take care mà. Rồi á, hả nóng tính nè, rồi khó chịu mà hả xấu ăn xấu ngủ xấu đủ đường luôn. Ví dụ như mà em nấu cơm rồi chẳng hạn đi, mà về vừa nhà cặp cái xe xuống, vợ ơi múc cơm, đếm 1, 2, 3 chú cơm ra đường mua ổ mì quất liền. Cậu nói, cậu xỉu mới nổi. Cậu xỉu, cậu mà tuột giống quyết. Như là em đến mức độ bây giờ. Cậu không ăn kịp, đây nè, đây cũng vậy, đói là tuột quyết. Hoa mắt hoa mà. Đúng đó. Dạ. Ủa xấu ngủ là sao? Xấu ngủ là kiểu giống như là mình tới giờ công chuyện mà làm là kêu đúng không? Không được tới mà dỗ nhưng mà kêu anh dậy là anh ơi, gấu à, kêu từ từ nha, không được kêu dậy nha. Nếu lỡ mà kêu mạnh thì sao? Ngồi dậy chửi luôn á. Ngồi dậy chửi luôn á. Không hết hồn á. Kiểu hết hồn á. Cậu vỡ tim. Dạ đúng rồi, cậu mong manh lắm. Anh này thì sợ độ cao, chỉ ngủ ở dưới nệm thôi. Dạ, giống như là em là con trai còn chồng em gái vậy đó chị. Báo đen, ông xăm báo đen chi vậy trời. Thì chị biết lúc mà ngủ á là hả anh nằm bên tay tay này, em nằm bên phải. Đang nằm ngủ á là đang nửa đêm ngồi dậy giả giữ cái bóp một cái. Vợ đau quá ngồi dậy hỏi sao. Nói không, mớ, ngủ đi. Đã 3 lần em bị tới bây giờ mới nói một lần nữa là cho ông ngủ riêng đó. Chị tưởng tượng là cái nệm em ở đây thì cũng chắc khoảng bằng tới anh quay phim á. Dứt em một đạp văng từ đây ra tới ngoài luôn. Trời ơi, em bị gì? Em đi quay phim á, mà quay phim cổ trang kiểu chiến tranh á. Tối em ngồi em edit clip á, cái em bị nếu nhảm trong đầu á, tối em ngủ em bị ám ảnh. Cho nên mơ đúng không? Dạ, mớ em đạp biết rồi. Nhưng mà chẳng lẽ giờ nói xin lỗi em mất nét. Mất nét quá. Mất nét hết. Mơ ngủ tiếp. Mơ xong rồi đi lụm vợ. Mất nét. Lần cuối cùng là hả lúc đó em mới sửa mũi. Tối đó dựng một cái đội phim là đánh đấm ghê quá, dứt em một giọng luôn. Giọng một cái đùng một cái đó. Xong cái còn ngồi vậy nói may ghê á, anh đấm tay trái đấm tay phải chết em rồi. Nhưng bây giờ còn không? Bây giờ không chị, bây giờ có baby nằm bên đó thì hả ngủ là tự chắn một cái gối ôm thiệt là bự, xong rồi chồng thêm hai gối, xong chỉ khoác qua dịnh chúng vợ thôi. Dạ để... em là mấy bé? Dạ em mới một bé nè. Một bé nữa. Dạ 6 tuổi rồi. 6 tuổi. Dạ cậu có gọn gàng không? Wow, không hề gọn gàng một chút nào luôn. Lúc mà quen nhau là bảnh tỏng như vậy, nhưng mà không phải trong trang phục này ha. Lúc về nhà tao nói quần đồ áo là xốc xa xốc xếch. Em mới nói là bây giờ anh đi ra đường sao cũng được, nhưng mà anh phải đẹp cho em. Tại vì anh đi ra đường anh xấu là người ta không có nói anh, người ta nói em không chăm anh, để cho anh lôi thôi lết thích. Mà chị biết mỗi lần em đi show á, xong nhắn những tin nè, đi cho lâu vô đi, về nhà như cái chuồng heo. Là chị tin lên nhà là hai lầu là từ dưới là móc á, chị quần áo móc từ dưới móc lên trên lầu móc hết lên trên phòng nhá, giả giống như là mấy ngày trời cái tiệm mà. Đồ sida sao là vậy á chị. Xong rồi một lần em tức quá em mới viết ở trong phòng em này nè, đứa nào bày đồ đứa đó làm chó. Em chỗ luôn, chỗ mất cao cãi đó, mất nét luôn, mất nét luôn. Công lao gầy dựng. Dạ. Xong cuối cùng vì làm biếng không chịu dọn đồ mà mất nét. Còn một tật xấu còn kinh khủng hơn là nữa gì? Ngủ dậy là không ai được đụng vô hết. Ngồi thộn mặt ra luôn á chị. Tức là em thì kiểu như thấy trong nhà anh dậy hả, ăn gì không, anh uống gì không, là quay qua xả cho một trận chửi xối xả luôn chị. Mà khó chịu mà nóng tính mà quát luôn hả? Là quạt luôn á. Lý do là tại vì hồn hay sao? Đúng rồi đó, ngủ dậy không quen. Em làm việc nhiều quá em chưa reset được, mới ngủ dậy em còn bê chưa nhập về. Hồn của cậu nó còn nhức nhây. Dạ đúng rồi, là ngồi im vậy đó. Ngồi thơ thẩn một tiếng, nửa tiếng một tiếng, xong rồi lúc đó muốn cái gì tự lại kiếm chứ đừng kiếm ảnh. Hay quá. Bây giờ đẻ ra bạn nhỏ cũng y chang, ngồi ngủ dậy cũng thộm ra vậy đó. Hai cha con ngồi thộm. Giờ em nói là em có hai đứa con, một đứa con á hả 20 mấy ký, còn đứa con thì 100 mấy ký. Vậy là bạn nhỏ đi học á 7 giờ, vô học là phải gọi từ 5:30. Dạ đúng rồi. Mất nửa tiếng. Dạ nửa tiếng. Nửa tiếng ngồi thộm đã. Rồi bắt đầu 6 giờ bắt đầu mới. Dạ đúng rồi. Nữa, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cậu bật lại đi cậu. Tạo nét cậu. Thì thật sự thì phụ nữ người ta cũng có một cái tật lớn nhất là nói nhiều. Thì em chỉ sợ nhất là đó thôi. Nói nhức đầu lắm. Mà nói nhiều mà có lèm bèm không? Đợi lúc nào em mệt á hay là em vui xen vô. Giống như là không có nói một lần, rồi không có nói liền, cứ gom lại một đống rồi đó. Một ngày đẹp trời rồi ngồi bươi ra nói hết luôn. Đó mà đôi khi có những câu chuyện mình không nhớ luôn. Dạ đúng. Có bao giờ vậy không? Dạ. Ghê lắm. Nhưng mà hai vợ chồng ai nóng tính hơn?
À, bạn này nóng tính hơn. Bạn này nóng tính hơn nhưng bạn này dễ nguội hơn. Còn em nóng tính hơn nhưng mà em không dễ nguội. Cái nóng tính cổ bạn cỡ nào? Bạn kỹ tính nữa đúng không? Dạ, rất là kỹ luôn. Cái là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà em lại nhìn nó là khuyết điểm. Giống như là khi mà gây lộn với nhau đi thì em cần tranh luận để giải quyết vấn đề, nhưng mà em nói không, còn này ngồi im mặt kênh em không không nói lại. Tức lắm một. Dạ, mình tức lắm. Lúc đó tại vì anh hiểu em rồi, tức lắm rồi. Dạ đúng rồi, thì em nói quá trời luôn, ngồi mặt kênh em là nhìn. Tại vì tiệm của em á gương rất là nhiều, mỗi lúc mà cãi lộn chị hỏi em câu là em nhà gương nhiều, em thử nhìn cái mặt em trong gương, mặt em láo lắm luôn á. Em cũng không cãi lại luôn. Bạn này cứ sổ, bây giờ cãi lại chỉ có gào thét lên thôi chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà lúc bình tĩnh mà nói là ông kêu là quá chuyện rồi mà sao mà nói. Có thói quen đập đồ nữa, nhưng mà bỏ luôn rồi. Giờ hết rồi phải không? Có con cái tự nhiên em quy đó ra là sữa, ra tả, hết dám đập luôn. Cứ một cái điện thoại là mấy hộp sữa. Thực ra ông nào cũng tâm lý, ông nào cũng nghĩ vậy nè. Khi mà mình nói là vợ phải trả lời, đừng có im lặng. Ông nào cũng mong muốn điều đó. Dạ. Nhưng mà thực sự nghe, dạ, nó trả lời là cứ cơn nóng em lên nữa, khơi nguồn yêu thương mà để nói tiếp mà. Có dạ, nghĩa là bây giờ nói tới cục đường rồi, bây giờ phải chờ đối phương nói một câu đặng mà tìm cái nguồn khác đi. Dạ, nói rồi, nữa là bắt đầu là nó mở đường nữa. Nãy bởi vậy em mới nói nãy là cái đó là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà do cái tính em nó thành khuyết điểm. Rồi bây giờ em mong muốn Vi Trần thay đổi điều gì? Thật sự thì hai vợ chồng em cũng có đôi khi có cái xích mích, nhưng mà giải quyết được hết rồi. Không mong muốn thay đổi, đừng kỹ tính quá, hay đừng có lèm bèm cậu quá. Cái tánh cậu vậy rồi. Không, giờ em quen luôn cậu... rồi. Khi không lèm bèm chịu không nổi. Dạ đúng rồi, giờ quen luôn rồi. Rồi giờ Vi mong muốn cậu thay đổi gì? Em cũng không muốn chồng em thay đổi gì đâu. Nếu mà chồng em không vậy thì em không chọn chồng em. Bản tính của em cũng cá tính, cho nên em phải kiếm được một người nào phải cá tính hơn em mới được. Chứ còn mà ví dụ một bạn nào mà hiền quá chắc không ở được với em đâu. Còn nếu mà để thay đổi thì công việc của vợ chồng em á, hai đứa em như là mặt trăng với mặt trời á, để có một bữa cơm ăn chung thì chắc khó lắm. Em chỉ muốn là sắp xếp làm sao để có hai vợ chồng mà có thể mà dành cho nhau nhiều thời gian hơn thôi là được. Kể cả con em cũng vậy, như bình thường á, con nít người ta á, là cuối tuần được đi chơi, còn con của tụi em á, sẽ được đi chơi vào những ngày bình thường. Thực sự á, giống như chị á, chị muốn mà để cho một cái khi mà gia đình á, mà gom lại về thì là chị phải sắp xếp giống như cái lịch của nó là cả năm á. Mình sẽ theo lịch con, bây giờ con em nó mới 6 tuổi, nó chưa đi học. Dạ. Cho nên là mình còn đỡ nha, chứ mai mốt là nó đi học là mình phải theo lịch của nó. Dạ đúng rồi. Bắt đầu mình sẽ canh cái dịp nghỉ hè, tụi em phải lên kế hoạch đó. Dạ. Nghỉ hè như tụi chị bây giờ cũng vậy, lên kế hoạch hè của nó để mà gác chuyện của chồng, gác chuyện của vợ. Dạ, để đi rồi theo nó. Dạ. Thì nó là cái điểm chung, cái điểm kết, dạ, nối của tụi em thôi. Dạ, chứ ai. Bởi vậy lúc mà đám cưới á, là lúc mà biết tin là em có con á, là bạn này nói là bây giờ một là em chọn sự nghiệp, hai là em chọn gia đình. Thì em mới nói là không, em chọn cả hai. Thì bạn này tuyên bố là nếu em chọn cả hai, em phải đảm bảo được cho con, thì em hãy lo tới công việc của em. Em nói sure. Ví dụ bây giờ em đi làm được 10.000, hết 9.000 lo cho con, 1.000 còn lại em vẫn đi làm. Tại vì em không thích ở nhà, em không thích chỉ lo lẫn quẩn trong nhà. Đúng rồi. Với lại bây giờ, thời buổi bây giờ mà nếu mà một người đi làm chắc chắn không bằng hai người đi làm rồi. Ít nhiều gì nó cũng đỡ ở phần nào. Okay. Đó là cái mà hai chồng em cãi lộn nhau nhiều nhất luôn á. Thì nhưng mà bây giờ ổn chưa? Dạ, dạ ổn chứ, cãi lộn biết không phải có điểm chung thôi. Đó thôi, vậy là chúc mừng vợ chồng em. Chúc mừng hai vợ chồng rất cảm ơn cậu với cảm ơn mợ đã đến tham gia với chương trình.